cập nhật tiến độ thi công ngày 21 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão tại chùa Hải Sơn, chùa Hang, ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đã tiến hành công tác lắp ghép tòa sen công trình tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 33 mét và 33 ứng hóa thân được tôn trí tại nơi đây. Công trình do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trụ trì chùa Hải Sơn, chùa Hang chủ trì công tác kiến tạo và xây dựng công trình đã khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão. Sau 11 tháng thi công, đến nay công trình đang dần hoàn thiện và đang tiến hành công tác lắp ghép tòa sen để đặt tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 33 mét. Công trình được thiết kế xây dựng gồm một tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 33 mét và 33 ứng hóa thân và một tòa nhà triển lãm có diện tích trên 2.000 mét vuông, dự kiến thời gian xây dựng là 2 năm. Để có đủ kinh phí xây dựng liên tục và hoàn thành như kế hoạch đề ra, rất mong nhận được sự phát tâm hùng phước của quý vị. Mọi sự hỷ cúng xin liên hệ chùa Hải Sơn, chùa Hang, Kiên Lương. Địa chỉ: ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Trụ trì: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn. Điện thoại và Zalo: 0982 760624. Số tài khoản: 10848481 08, tên tài khoản: chùa Hải Sơn, ngân hàng SHB, Sài Gòn, Hà Nội.